Trong những năm gần đây, đội tuyển Futsal Nam Việt Nam đang liên tiếp gặt hái được những thành công nhất định. Vang dội nhất phải kể đến chiến tích lọt vào Futsal World Cup năm 2021, giải đấu được tổ chức trên đất Litva. Chúng ta đi trên con đường mà những người đàn anh đã từng đi ở kỳ World Cup 2016 và thậm chí còn làm tốt hơn thế. Đội tuyển Futsal Việt Nam vượt qua vòng bảng, lọt vào đến trận tứ kết và gặp lại đối thủ Nga. Không giống với những gì đã xảy ra 4 năm trước đó, đội bóng huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã khiến một trong những đội bóng mạnh của Futsal châu Âu phải rất vất vả mới có thể vượt qua được với tỷ số san nút 3-2. Dù rời giải từ vòng 16 độ nhưng những gì Futsal Việt Nam đã làm được thực sự đã làm nức lòng người hâm mộ trong và ngoài nước. Cho đến giải đấu gần nhất, giải đấu mà chúng ta đang tham dự, đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn tiếp tục gặt hái được những thành công. Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước đối thủ Ả Rập Xê Út, Minh Trí và các đồng đội bước vào cuộc đối đầu với Nhật Bản. Đội bóng đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng của Futsal World Ranking và tạm dẫn đầu bảng D. Mục tiêu của chúng ta là chỉ cần một điểm hay thậm chí là chiến thắng để vươn lên ngôi đầu bảng. Nhưng thành thực mà nói, đánh bại Nhật Bản ở bộ môn Futsal vẫn là nhiệm vụ rất khó khăn với đội bóng áo đỏ. Còn một mục tiêu khác khả dĩ hơn, đó là để thua dưới 4 bàn và chắc chắn giành quyền đi tiếp. Tất nhiên trong mỗi cuộc đối đầu chẳng ai hướng đến mục tiêu ấy khi lâm trận cả. Nhưng trước một trong những đội bóng hàng đầu châu lục, đội tuyển Futsal Việt Nam phải chống đỡ rất vất vả những đường lên bóng từ đối thủ. Sự xuất sắc như thường lệ của Hồ Văn Ý, cộng thêm quyết tâm từ các cầu thủ áo trắng là chưa đủ để giúp chúng ta tránh khỏi một thất bại. Chung cuộc, đội tuyển Futsal Việt Nam nhận thất bại 0-2. Trận thua này cùng với chiến thắng của Ả Rập Xê Út trước đối thủ yếu nhất bảng là Hàn Quốc khiến cục diện bảng đấu trở nên khó đoán hơn. Ba đội dẫn đầu đều có được 6 điểm nhưng xét về thành tích đối đầu, Nhật Bản đứng trên vì giành chiến thắng trước Việt Nam. Đội bóng của chúng ta đứng thứ hai khi thắng Ả Rập Xê Út với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ hai, qua đó giành tấm vé vào tứ kết. Vào tứ kết của một giải đấu tầm cỡ châu lục không hề đơn giản, dù nó có là môn bóng đá 11 người hay bóng đá futsal. Bởi hãy lắng nghe tiếng nói của người trong cuộc, bạn sẽ thấy thử thách đó khó đến nhường nào. Chia sẻ với tờ Tổ quốc, cựu cầu thủ futsal người từng cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tại World Cup 2016, Nguyễn Bảo Quân nhận định: "Kết quả trận đấu là điều đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ ở vòng chung kết châu Á thì không dễ dàng gì vượt qua được vòng bảng. Chuyện nhất bảng, nhì bảng dù không được như mong muốn nhưng việc chúng ta đã vượt qua được vòng bảng là điều rất đáng tự hào." Vượt qua được vòng bảng là thành tích đáng khích lệ từ đội bóng huấn luyện viên Diego Justori. Chắc chắn đó không phải là cái đích cuối cùng mà đội tuyển futsal Việt Nam muốn hướng tới. Dù vậy, thử thách sắp tới của những chiến binh sao vàng sẽ là thử thách cực đại với đối thủ mạnh nhất châu Á và là ông lớn đáng gờm của làng futsal thế giới, đội tuyển futsal Iran. Ở bộ môn bóng đá 11 người, Iran là một trong số những đội bóng hàng đầu châu Á. Còn ở bộ môn futsal, họ không chỉ đứng đầu châu Á mà còn đứng ở top trên của thế giới. Theo thứ tự trên bảng xếp hạng hiện tại, đội tuyển Iran chỉ đứng sau Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga và tuyển Argentina. Đó là sức mạnh họ còn suy yếu khá nhiều bởi đại diện từ Tây Á đứng thứ 3 thế giới cách đây khoảng một thập kỷ. Sở dĩ có được sức mạnh và thứ hạng như hiện tại, futsal Iran rất mạnh ở các giải đấu phong trào. Ở quốc gia này, futsal đã rất phổ biến, thậm chí có cả một hệ thống giải vô địch quốc gia đứng top của châu Á. Các cấp độ giải vô địch quốc gia futsal của Iran bao gồm Super League, hạng nhất, hạng nhì và giải cho các thủ trẻ. Đó là lý do vì sao nền futsal của quốc gia này luôn có được một thế hệ kế cận đủ chất lượng để duy trì vị thế như hiện nay. Một trong những bất ngờ lớn nhất từng được đội tuyển futsal Iran tạo ra là ở World Cup 2016 khi đại diện của châu Á đụng độ ông kẹ Brazil. Iran xuất sắc cầm hòa đối thủ và chiến thắng đội bóng của huyền thoại Phan Cao sau loạt sút phạt đền. Năm đó, Iran lọt vào tới bán kết trước khi bị Nga, đối thủ đã giành chiến thắng trước Việt Nam ở vòng tứ kết, đánh bại với tỷ số 3-4. Đội tuyển futsal nước này giành tấm huy chương đồng sau khi hạ Bồ Đào Nha ở trận tranh hạng 3 cũng nhờ loạt sút luân lưu. Vì quy mô của giải đấu cũng như sức hấp dẫn của bộ môn futsal nên Iran được ví như Brazil tại châu Á. Đáng tiếc là đến tận bây giờ, họ vẫn đang săn tìm danh hiệu vô địch thế giới. Còn khi về châu lục, Iran gần như không có đối thủ trong những giải đấu có sự xuất hiện của họ. Giải vô địch futsal châu Á, đại diện của Tây Á từng có 12 lần đăng quang trong tổng số 15 lần tổ chức. 3 lần còn lại, Nhật Bản là những người có được chức vô địch. Với sức mạnh vượt xa khu vực châu Á, không khó hiểu khi Iran tiếp tục thống trị bảng C tại vòng chung kết futsal 2022. Họ giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, ghi đến 24 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Tức là cứ mỗi trận đấu trôi qua, họ lại ghi vào lưới đối thủ trung bình 8 bàn thắng, một hiệu suất rất khủng khiếp với bộ môn bóng đá trong nhà. Các tổ của futsal Iran rất đồng đều, nhưng họ vẫn sở hữu một vài cá nhân nổi bật, có thể kể đến đội trưởng Hossein Tayebi,
người đang dẫn đầu danh sách cú phá lưới ở vòng chung kết Futsal châu Á 2022 với 6 bàn thắng. Futsal Việt Nam và Futsal Iran từng có nhiều giao điểm. Chúng ta từng gặp họ 6 lần và thất bại cả 6. Đội tuyển Futsal Việt Nam có được 12 bàn thắng, nhưng cũng để thua tới 59 bàn. Nhìn vào hiệu số đó, bạn cũng phần nào hình dung ra được, cứ mỗi lần gặp ông kẹ trong khu vực, chúng ta thường xuyên phải nhận thất bại với tỷ số cách biệt. Chúng ta từng thắng Nhật Bản để vào World Cup 2016. Chúng ta từng thắng cả nhà vô địch thế giới, đội tuyển Brazil hồi năm 2013 với tỷ số 3-2. Nhưng chúng ta chưa từng một lần đánh bại được đội bóng số 1 châu Á. Tứ kết giải Futsal châu Á 2014, Iran đánh bại đội bóng áo đỏ với tỷ số 15-4. Bán kết Futsal châu Á 2016, Iran tiếp tục hủy diệt đối thủ với tỷ số 13-1. Nói qua để bạn hình dung ra được sức mạnh của đội tuyển này ở ngưỡng nào và khung thành Hồ Văn Ý sẽ chao đảo ra sao khi chúng ta sắp phải đụng độ đối thủ. Sau thất bại trước đội tuyển Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, huấn luyện viên Diego Justori đã tìm ra điểm yếu của các học trò. Ông cho rằng vấn đề lớn nhất nằm ở mặt tâm lý khi các thủ của ông không còn giữ được sự bình tĩnh, cũng như bản lĩnh cần thiết sau khi phải nhận bàn thua. Việt Nam muốn thắng cần phải biết cách đón nhận những vấn đề về bản lĩnh hơn, lì lợm hơn để tiếp tục chiến đấu. Vị chiến lược gia từng vô địch World Cup nhận định, tất nhiên khi đối mặt với một thử thách cực đại như vậy, chúng ta không thể bước vào trận đấu này với suy nghĩ sẽ nhận một thất bại cả. Huấn luyện viên người Argentina dành những sự tôn trọng nhất định cho đối thủ và chẳng ai muốn phải đụng độ sớm với đội bóng mạnh nhất châu lục, nhưng ông vẫn sẽ bước vào cuộc đối đầu này với tâm thế sẽ giành chiến thắng. Iran là đội bóng mạnh nhất châu Á, nhưng tôi từng cùng Argentina, một đội không được đánh giá cao khi đó, lên ngôi vô địch thế giới năm 2016. Lần này cũng thế, chúng tôi đến đây để giành chiến thắng. Huấn luyện viên Justori đã lên dây cót tinh thần với các học trò trước khi bước vào trận đấu quan trọng nhất. Trong khi đó, bên phía Iran cũng có những đánh giá rất cao về đội tuyển Futsal Việt Nam. Đây là trận đấu sinh tử ở vòng loại trực tiếp. Nếu thắng, bạn sẽ đi tiếp. Nếu thua, bạn phải xách vali về nước. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Đây chắc chắn sẽ là một trận hay, đáp ứng mong đợi của tất cả. Đó là những gì mà huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Futsal Iran Vahid Samsi đã phát biểu như thế trước cuộc đối đầu này. Cuối cùng, đội tuyển Futsal Việt Nam có bao nhiêu cơ hội trong cuộc đối đầu này? Bất ngờ luôn là điều xảy ra trong bóng đá, dù ở Futsal, tỷ lệ xảy ra bất ngờ là thấp hơn. Các đội Futsal top đầu có sự phân hóa rất lớn về trình độ, bởi một đội bóng ở top 10 sẽ thi đấu rất khác so với top 20. Để so sánh rõ ràng nhất thì đội tuyển Futsal Nhật Bản đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, cũng chưa từng thắng được Iran. Trở lại với những phát biểu của cựu cầu thủ Nguyễn Bảo Quân, anh nhận định cuộc đối đầu này là cơ hội tốt để đội tuyển Futsal Việt Nam có cơ hội rèn luyện. Còn sự chênh lệch giữa các đội tuyển cũng không còn quá lớn như trước. Việc gặp Iran là cơ hội lớn để đội tuyển Futsal Việt Nam rút ngắn khoảng cách với những đội bóng hàng đầu. Dẫu cho cơ hội để đội tuyển Futsal Việt Nam làm nên bất ngờ là rất nhỏ, nhưng đây vẫn là bóng đá và mọi thứ đều có thể xảy ra. Ronaldo đến Lisbon ở tuổi 12 vì anh không muốn bất cứ điều gì khác. Anh đã tự chọn con đường sự nghiệp cho riêng mình và bắt đầu thế giới của người trưởng thành sớm hơn so với hầu hết bạn bè đồng trang lứa. Và cũng vì thế, dường như anh đã bỏ qua khoảng thời gian vô tư, tự do để trải nghiệm. Eriksson giải thích, từ độ tuổi 12 trở đi, chúng ta bắt đầu khám phá ra rằng mọi thứ đều có giá và hoàn cảnh thực tại là một phần trong nhân cách của chúng ta, đặc biệt với những ai đã trải qua sự đói khổ cho dù ở mức độ nào.